đối tiếp chương trình đồng nai ngày mới sáng nay mời quý vị đến với bản tin thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh đồng nai với các nội dung đáng chú ý sau đây ngoại trưởng các quốc gia thành viên asean bắt đầu các cuộc họp quan trọng tại thủ đô viên chăng lào Điện Kremlin cho biết ý định của ukraine về các cuộc hòa đàm với moscow có vẻ nhất quán với lập trường của nga thưa quý vị ngoại trưởng các quốc gia thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean hôm qua đã bắt đầu cuộc họp ngoại trưởng và các cuộc họp liên quan tại thủ đô viên chăng lào Trước khi bước vào hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng các nước đã dành một phút mặc niệm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN, ông Kao Kim Hao đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng bí thư trước mất mát to lớn này. Ông Kao Kim Hao và các ngoại trưởng bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân trọng đối với cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy hữu nghị, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleh Komasik -um thông báo Lào tổ chức quốc tang ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt bày tỏ xúc động và cảm ơn các nước đã chia buồn và dành tình cảm chân thành đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trở lại với cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN và các cuộc họp liên quan, trong ngày họp đầu tiên, các đại biểu tham dự hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân đối thoại với Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền và tham vấn không chính thức về việc thực hiện đồng thuận 5 điểm của các nhà lãnh đạo ASEAN. Tại hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân, các bên xem xét tiến độ thực hiện kế hoạch hành động ASEAN không vũ khí hạt nhân giai đoạn 2023-2027. Còn tại đối thoại với Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền, ông Yom Chantalangji, đại diện Ủy ban báo cáo tình hình nhân quyền trong những năm vừa qua, bao gồm bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, chống bạo lực, bảo vệ quyền của người khuyết tật và chống buôn người, cũng như chuẩn bị kế hoạch công tác 5 năm mới 2026-2030 phù hợp với tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Các ngoại trưởng ASEAN ghi nhận tiến bộ mà ủy ban đạt được, cũng như đóng góp của cơ quan này trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong khu vực. Các ngoại trưởng ASEAN cũng thảo luận về các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tàn khốc ở Myanmar tại buổi tham vấn không chính thức về việc thực hiện đồng thuận 5 điểm của các nhà lãnh đạo ASEAN. Hôm nay các ngoại trưởng sẽ họp phiên toàn thể và phiên họp hẹp của hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 57. Tại các cuộc họp này, các bên dự kiến sẽ thúc đẩy việc hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Sáng kiến này được công bố vào năm 2002 và đã mất nhiều năm để thống nhất các điều kiện đàm phán về nội dung của bộ quy tắc. Tình hình trở nên cấp bách trong bối cảnh các cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông gần đây trở nên căng thẳng hơn. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Điện Kremlin hôm qua cho biết ý định của Ukraine về các cuộc hòa đàm với Moscow có vẻ nhất quán với lập trường của Nga, nhưng vẫn cần có thêm thông tin chi tiết. Trước đó, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Quảng Châu, Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga. Trả lời báo giới khi được hỏi về tuyên bố của ông Kuleba, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Bản thân thông điệp có thể được coi là phù hợp với lập trường của chúng tôi. Ông Peskov cũng nhắc lại rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán và luôn duy trì thái độ cởi mở trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, ông vẫn lưu ý cần có thêm thông tin về ý định đàm phán của Ukraine. Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt khi Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và trao cho Nga bốn tỉnh mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ yêu cầu này. Hồi tháng 2, hãng tin Reuters đưa tin đề xuất ngừng bắn ở Ukraine do Nga đưa ra đã bị Mỹ bác bỏ trong các cuộc tiếp xúc giữa các bên trung gian. Liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua các cuộc Washington gây căng thẳng ở Bắc Cực. và đồng thời bác bỏ tuyên bố từ quân đội Mỹ rằng việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc có thể tác động đến sự ổn định của Bắc Cực. Trong báo cáo hồi đầu tháng này, Lầu Năm Góc cho rằng Nga và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực, khẳng định Nga đã mở lại hàng trăm cơ sở quân sự ở đó, trong khi Trung Quốc đang để mắt từ các nguồn tài nguyên khoáng sản và các tuyến đường vận chuyển mới. Trả lời hợp báo tại Moscow, bà Zakharova nhấn mạnh. Báo cáo rõ ràng nhằm mục đích leo thang căng thẳng quân sự và chính trị trong khu vực. Chiến lược cập nhật của Lầu Năm Góc được thông qua ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, chỉ ra rằng các cách tiếp cận của Mỹ đối với Bắc Cực bị chi phối bởi các kịch bản mạnh mẽ nhằm đảm bảo lợi ích của chính mình. Bà Zakharova khẳng định hoạt động hợp tác giữa Nga và Trung Quốc không nhằm mục đích chống lại bất kỳ nước thứ ba nào và coi báo cáo của Washington là một phần trong chính sách can thiệp trắng trợn của Mỹ vào công việc nội bộ của các quốc gia. Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm chiến lược cấp cao đầu tiên sau hơn 2 năm trong bối cảnh hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Kim Hong Kyun và người đồng cấp Trung Quốc Mã Triêu Húc đã tổ chức cuộc gặp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các cuộc thảo luận đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, tình hình an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như cách thức để tăng cường quan hệ song phương. Đây là cuộc hội đàm chiến lược cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng 12 năm 2021, khi hai bên tổ chức cuộc gặp cấp Thứ trưởng Ngoại giao qua liên kết video. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Triều Tiên và Nga sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng vào tháng trước. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hôm qua tiếp tục thả hàng trăm bóng bay mang giấy vụn và rác về phía Hàn Quốc. Trong đó, một số bóng bay đã rơi xuống khu phức hợp văn phòng Tổng thống ở thủ đô Seoul. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tính đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, đã phát hiện khoảng 300 quả bóng bay từ Triều Tiên Dự kiến con số này sẽ tăng lên do còn nhiều quả bóng bay khác lơ lửng trên không trung. Khoảng 250 quả bóng bay đã rơi ở Seoul và khu vực phía bắc của tỉnh Gyeonggi gần đó. Giới chức Hàn Quốc một lần nữa cảnh báo người dân không chạm vào những quả bóng bay này và báo cảnh sát ngay lập tức. Vài tiếng sau khi những quả bóng bay được phát hiện trên đường phố, cơ quan an ninh tổng thống cũng phát hiện một số quả bóng bay tại khu phức hợp văn phòng tổng thống, nhưng không chứa bất kỳ vật thể gì gây nguy hiểm. Hôm qua cũng là ngày thứ tư liên tiếp Hàn Quốc phát sóng chương trình phát thanh chống bình dưỡng trên quy mô lớn qua loa phóng thanh ở biên giới. Giới chức Nepal cho biết một chiếc máy bay nhỏ trượt khỏi đường băng và bốc cháy ở thủ đô Kathmandu của Nepal vào hôm qua, đã khiến 18 người trên máy bay thiệt mạng và một người bị thương. Đây là chuyến bay của hãng hàng không nội địa Sapria Airplay của Nepal. Máy bay bị trượt khỏi đường băng và bốc cháy khi cất cánh ở sân bay Kathmandu để đến thành phố Bukhara. Theo cảnh sát, những người gặp nạn gồm 18 người Nepal và một công dân Yemen đều là nhân viên của hãng hàng không. Chỉ duy nhất phi công còn sống và đang được điều trị. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra. Nepal ghi nhận hàng loạt vụ tai nạn máy bay chết người trong nhiều thập kỷ qua. Phần lớn nguyên nhân là do máy bay cũ kỹ và địa hình hiểm trở khiến máy bay gặp khó khăn khi cất và hạ cánh. Liên Hiệp Quốc hôm qua cảnh báo mục tiêu xóa đói trên toàn cầu vào năm 2030 đang ngày càng bất khả thi, khi số người phải chịu cảnh đói gia dẫn hầu như không thay đổi trong những năm vừa qua. Báo cáo thường niên về tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới của Liên Hợp Quốc nêu rõ, vào năm ngoái, khoảng 733 triệu người phải đối mặt với nạn đói, con số này không thay đổi trong 3 năm liên tiếp kể từ năm 2021. Nguyên nhân là do biến đổi khí hậu và chiến tranh khu vực, theo báo cáo, cứ 11 người trên toàn cầu và 5 người ở châu Phi thì có một người chịu đói do xung đột, biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế. Báo cáo cảnh báo, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, khoảng 582 triệu người sẽ bị suy dinh dưỡng kéo dài vào cuối thập kỷ này, một nửa trong số đó ở châu Phi. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi thay đổi cách thức tài trợ cho chiến dịch chống nạn đói để đảm bảo sự hỗ trợ đến được các quốc gia cần được giúp đỡ nhất. Madagascar thường xuyên phải hứng chịu các hiện tượng khí hậu cực đoan, như những cơn bão lớn quét qua Ấn Độ Dương để lại hậu quả nặng nề. Nhằm giảm nhẹ hậu quả cho thiên tai, các cộng đồng dân cư tại quốc gia Đông Phi này đã tiến hành nhiều giải pháp, trong đó có việc chuyển sang trồng các cây giống có thể chống chịu trước lũ và hạn hán. Tại vùng Sava ở phía bắc Madagascar, do vết tàn phá mà cơn bão Gamane quét qua hồi tháng 3 vừa qua vẫn còn đó. Nhà dân được xây dựng tạm bờ và người dân vẫn rất chật vật để phục hồi sau bão Bà Marie Kahintina, một nông dân, vẫn nhớ như in khi cơn bão Gamane quét qua và tàn phá mảnh ruộng của gia đình hôm 28 tháng 3. Bà nói: "Gió thốc từng hồi và mọi thứ đều rung chuyển. Ruộng lúa của tôi không chống chịu nổi trước dòng nước lũ. Do mưa lớn mà cơn bão gây ra, mọi thứ tôi trồng được đều bị nhấn chìm. Bà Marie đang trồng lại vụ lúa mới, hy vọng thời tiết sẽ tốt hơn trong mùa vụ này. Bên cạnh đó, người dân kiên cường vượt qua thiên tai và tìm cách thích nghi." Anh Andranafisolo Tritza, một người dân cho biết: Năm nào chúng tôi cũng hứng chịu các cơn bão, nhưng chúng tôi là những chiến binh, chúng tôi không chỉ tồn tại mà còn cải tiến các phương pháp ứng phó. Ông Timothy Bezandry, một người dân khác nói: Chúng tôi đã tìm được những giống lúa có sức chống chịu tốt trước các điều kiện như ngập lụt hay hạn hán, đó là cách mà chúng tôi thích nghi với tự nhiên. Mùa mưa bão hàng năm ở Madagascar thường rơi vào thời gian từ tháng 11 tới tháng 4 năm sau bão thường kèm theo mưa to gió lớn và lũ lụ lụt gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng nhà ở và nông nghiệp lãnh đạo các cộng đồng ở khu vực sava đã khởi động nhiều sáng kiến giúp người dân ứng phó tốt hơn với bão ông rabene fitra henry giám đốc cơ quan các vấn đề chung của vùng sava cho biết ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho người dân chúng tôi tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kiên cố hơn nhằm bảo vệ tốt hơn cho cộng đồng trường học và bệnh viện được gia cố để chống chịu được trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Biến đổi khí hậu thời tiết ngày càng khắc nghiệt và khó đoán. Nhiều người dân tại Madagascar đã mất nguồn sinh kế vì bão, lũ hay hạn hán. Hành trình để Madagascar phục hồi và thích nghi với các điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng diễn ra thường xuyên hơn sẽ còn rất dài. Nhưng với sự kiên cường của mình, người dân quốc gia Đông Phi này tin tưởng họ sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn.